Một thanh niên 19 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng may bị chết não do tai nạn giao thông, để lại nhiều bộ phận cơ thể, cứu được 4 người. Ngày 13 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện nhiều ca ghép tạng thành công từ nguồn tạng hiến của chàng trai 19 tuổi chẳng may bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Những bộ phận cơ thể của chàng trai đã cứu sống nhiều người đang chờ hiến tạng với sự phối hợp lần đầu tiên của Bệnh viện Gia Định thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ bác sĩ Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ nguồn hiến tạng này, bệnh viện đã ghép cho 2 bệnh nhân đang cần thận và 1 người đang đợi gan. Hiện sau ghép tạng, các bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục sức khỏe với diễn biến tiên lượng tốt. Hôm nay 39 tuổi, ở Gia Lai nè. Trước nay bị sơ gan, cái bụng nó trướng lên to lắm. Rồi ăn uống đi lại rất là khó khăn. Hôm nay được hơn 1.5 năm rồi, thì giờ mới được ghép gan. Cảm ơn người hiến và gia đình của người hiến tạng rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ lá gan này càng ngày càng tốt. Cảm ơn Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ cái ghép gan này. Em chạy thận được 9 năm, cho dù vất vả và sức khỏe có đảm bảo hay không, em cũng chạy 3 lần một tuần. Nghe được tin có người hiến thận từ người chết não, em rất là vui mừng. Em xin chân thành cảm ơn người đã hiến thận cho em và gia đình của người hiến. Em rất là biết ơn đến y bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Em hứa sẽ bảo vệ quả thận thật tốt để duy trì món quà mà người hiến thận đã trao cho em. Em xin chân thành cảm ơn. Riêng quả tim của chàng trai đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế, ghép vào cơ thể một người bệnh đang mỏi mòn chờ phép màu để tiếp tục cuộc sống.